Xin trân trọng kính chào quý khán giả của Đài Người Việt TV. Hôm nay, Mai Phi Long đại diện cho Vietfilm Fest có một cuộc phỏng vấn đặc biệt với một người đạo diễn mà từ lâu tôi, cá nhân tôi thì rất ngưỡng mộ. Hôm nay xin được giới thiệu cùng với quý khán thính giả, đó là đạo diễn Nghiêm Minh. Xin chào anh Nghiêm Minh. Yeah, xin chào anh Phi Long, cũng như xin chào tất cả khán giả của Người Việt TV. Bộ phim năm nay, anh Nghiêm Minh đem giới thiệu với Vietfilm Fest đó là Nước 2030. Phải nói rằng là khi mà Phi Long bắt đầu xem phim này, ngay từ đầu cho đến cuối là mình phải dán mắt vào để coi cái mọi chuyện nó diễn tiến như thế nào. Thì anh có cảm xúc như thế nào khi bắt đầu để bắt tay làm cái bộ phim đó, ngoài cái tình yêu thiên nhiên? Vâng, chắc có lẽ nó đã bắt nguồn từ trong một cái đề tài mà tôi đã bước vào cái lĩnh vực điện ảnh. Tôi đã ấp ủ và đã thực hiện cái bộ phim đầu tiên là bộ phim Mùa Len Trâu. Trong cái phim đó thì cái đề tài nước cái, như là một cái nhân vật, như là một cái biểu tượng cho cái cuộc sống. Và nhưng mà trong cái cuộc sống đó lại có cái nước, nó cũng là một cái biểu tượng cho sự chết nữa. Là hai cái yếu tố đối kháng với nhau, sự sống và sự chết, nhưng mà nó không thể tách rời nhau được. Thì đó là cái ý nghĩa bên trong của cái phim Mùa Len Trâu. Thì tiếp tục trong cái phim Nước thì một lần nữa tôi lại trở về cho cái đề tài của sự sống và sự chết. Thì phải có nước thì mới có được sự sống. Tuy nhiên, nếu mà cái chuyện ô nhiễm khí hậu toàn cầu này nó tiếp tục xảy ra và mực nước biển thật sự sẽ lên cao như là người ta dự đoán, thì nước nó sẽ trở thành một cái yếu tố đe dọa cho sự sống, có thể phá hủy sự sống. Rất là hay là anh nhắc đến cái phim Mùa Len Trâu. Từ nãy giờ tôi không muốn nói đến cái tên đó là vì sao? Là vì anh quá thành công với cái bộ phim Mùa Len Trâu. Thì nhắc lại thì nó sợ làm người ta lu mờ bớt đi cái bộ phim Nước 2030. Nhưng mà khi anh nhắc tới thì tôi cũng phải nói rằng là trong cái hình ảnh mà anh dùng trong cả hai bộ phim, thì hồi nãy tôi nói cái chữ là thiên nhiên, thì hai cái hình ảnh nó cái hình ảnh thiên nhiên nó chiếm một cái lượng rất là lớn trong cả hai cái tác phẩm đó. Thì vì đâu anh có cái sự đam mê đó, cái sự đam mê điện ảnh, anh làm điện ảnh để mà chuyển tải cái thông điệp thiên nhiên hay là anh đam mê điện ảnh? Cả hai. Cũng như mình bắt cả hai tay. Nhưng mà có lẽ cái riêng cái đề tài nước đó, có lẽ là bởi vì tôi xuất thân là một người về vật lý và tôi bắt đầu trong cái ngành nghiên cứu của tôi ban đầu là cái ngành mà thủy động học. Và ngoài ra đó thì trên thực tế thì nước nó bao gồm 3/4 diện tích của trái đất ngay bây giờ, hiện bây giờ đó, trước khi cái mực nước biển dâng lên đó, và nó chi phối tất cả những cái sự sống của con người. Và cái môi trường mà giao tiếp với đất và nước là cái sự giao tiếp giữa cái sự sống và cái sự chết. Thế một cái trong cái biểu tượng của trong phim Nước, thì đó là tất cả những ý mà tôi đã có từ trước, chỉ tìm một cái môi trường để mà thể hiện nó. Thì do đó tôi mặc dù không có thực tình là chỉ muốn làm những cái đề tài về nước hay không, nhưng không thôi, nhưng mà nó không biết tại sao trong cái tiềm thức của mình nó lại luôn luôn nó lôi kéo mình trở về với cái đề tài đó. Và tôi không biết là trong tương lai mình còn một cái đề tài nào về nước nữa hay không, nhưng mà làm việc trên nước thì nó rất là nhiều khê, nó rất là đòi hỏi nhiều cái khó khăn về kỹ thuật. Thành ra tôi cũng không có muốn tiếp tục phải đương đầu với những cái khó khăn như vậy. Tuy nhiên, cái đề tài nước nó có một cái ma lực hấp dẫn mình đi xa rồi, rốt cuộc cũng phải trở về với cái yếu tố nước. Đối với văn hóa Việt Nam thì hình ảnh người phụ nữ lúc nào cũng đề cao cái chuyện mà là chung thủy. Nhưng mà trong cái bộ phim Nước 2030, nhân vật nữ của anh có một ông người yêu ở dưới quê. Bây giờ có một ông từ trên Sài Gòn đi về. Cô này lại yêu ông này, mà lại một mối tình nó khá là mong manh và éo le. Anh có gửi gắm một cái suy tư nào về cái vấn đề éo le trong môi trường, trong cái chuyện tình đó hay không? Thật ra cái tâm lý cái nhân vật nữ trong cái phim thì nó cũng có một cái sự phức tạp của nó cái giằng co giữa cái văn hóa cổ truyền Việt Nam mình trong cái chiều hướng là trong cái lễ giáo cái gia đình Việt Nam, thì cha mẹ đã sắp đặt như thế nào, như là người mẹ đã muốn cô ta lập gia đình, và anh Thi là một người cũng làm nghề ngư phủ ở trong trong cái
cái làng mà họ lớn lên với nhau. Thì mặc dù là bạn lớn với nhau từ nhỏ, có cái tình bạn với nhau, nhưng mà khi đó thì cái nhân vật Sáu, cái người thiếu nữ đó, chưa hẳn là hoàn toàn đã yêu cái anh Thi này. Và giữa cái lễ giáo cổ truyền và cái đời sống, cái ước muốn tự do của một người phụ nữ hiện đại, thì muốn được theo cái nhịp tim yêu đương của mình, thì đó là một cái sự giằng co trong cái nhân vật mà tôi nghĩ rằng nó sẽ làm cho cái nhân vật thêm nhiều cái chiều sâu hơn. Và nó cũng là một cái như là cái sự giằng co bên ngoài, sự giằng co trong nội tâm của cô ta, ngoài cái vấn đề mà giữa cái lễ giáo và cái tình yêu của cô ta, còn có cái sự một cái mâu thuẫn hơn nữa trong cái nội tâm của cô ta, đó là cái ước muốn được có con mà lại không có tìm được người con như nhân vật Thi sau gần hơn 2 năm lấy nhau. Thì tất cả những cái đó nó phản ảnh lại những cái sự giằng co của thiên nhiên bên ngoài, giữa mực nước biển và cái sự sống còn của người dân. Thì tất cả những cái đó nó tạo thành một cái mô thức chung, một cái sườn để mà tôi viết cái kịch bản. Trong một cuộc phỏng vấn của tôi với cô Isa, thì chúng tôi có đề cập đến một cái cảnh nóng trong cái phim của anh. Mà coi cái phim cảnh nóng phải nói tôi bực mình kinh hoàng. Anh nóng mà anh không nóng cho tới bến. nhưng mà lại làm cho mình rất là nhức nhối. Và sau này coi hết cái đoạn phim đó rồi tôi mới hiểu tại sao anh không cho nóng tới bến. Không biết tôi nói cái ý đó có đúng ý của anh hay không. Tôi chưa hiểu rõ tí anh như thế nào, tôi còn có nói. Tuy nhiên cái ý của tôi đó là khi làm cái phim đó là một lần nữa, đó là một cái hình ảnh để cho mình thấy rằng cái nhân vật Sáu ước muốn có một cái đứa con nhưng mà lại không có được đứa con, và không có tìm được cái hạnh phúc đối với người chồng của mình trong cái liên hệ tình dục, trong cái liên hệ vợ chồng hàng ngày với nhau. Tuy rằng có cái tình nghĩa nhưng mà không có thật sự một cái tình yêu một cách bồng bột, một cách nồng cháy giữa một cặp vợ chồng trẻ. Anh nói anh không hiểu ý tôi mà anh trả lời tất cả những gì mà tôi muốn nói. Trong phim này anh đưa ra một số chuyện nó có thể thay đổi rất nhiều cái đời sống của người Việt Nam, như cái chuyện mà thủy táng theo một cái kiểu rất là mới. Và trong phim anh dựng lên một cái cảnh hoàn toàn giống như là một cái chuyện mà futuristic, là chuyện trong tương lai. Thì cái chuyện mà dựng lên những cái cảnh đó nó có phức tạp và khó khăn hay không? Đã khó khăn về vấn đề về logistics, vấn đề thiết bị làm việc rồi vân vân. Cũng không có khó gì lắm, là bởi vì mình đã có cái ý đồ đó từ đầu, thành ra đã nghiên cứu cái cách làm như thế nào, và những anh em làm thiết kế họ cũng rất là nhạy bén. Về cái khả năng làm phim ở Việt Nam bây giờ, cái hạ tầng cơ sở mà cái về điện ảnh đó, nó rất là cao. Gần như là có tất cả những cái phương tiện mà mình có thể tìm được ở bên ngoài. Về máy móc, về những cái kỹ thuật đèn, đuốc, ánh sáng mới nhất thì đều có ở Việt Nam cả. Dĩ nhiên những cái kỹ thuật mà về tạo hình số vân vân mà chúng tôi cũng phải dùng trong phim đó, thì như ở Việt Nam mình không thể nào so sánh với ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ. Nhưng mà trong cái khả năng mà tài chính của cuốn phim, cái khó khăn về tài chính nó cũng không có là một cái trở ngại lớn lắm cho chúng tôi. Bởi vì mình khi mình ít tiền thì mình tìm cách giải quyết nó, mình cách tìm những cách khác để mình dung hòa được và giải quyết được cái khó khăn. Một câu hỏi khác. Đối với người Việt Nam truyền thống, thì tôi có tìm hiểu qua cái lịch sử của anh. Thì anh là một nhà vật lý, anh học về vật lý. Và cả nhà vật lý, cả nhà đi làm phim đều là hai cái nghề mà người ta nghĩ rằng không có tương lai về tài chính. Thế thì là anh lại lao vào hai cái, anh giải thích dùng cho tôi tại sao anh làm chuyện này. Thật ra có lẽ là vì cái đam mê mình, những cái nó hoàn toàn không có hợp lý tí nào hết, nhưng mà mình làm gì cái hơi điên cuồng, hơi cái phải có những cái giây phút nó bốc đồng. Thì có thể trả lời một chút trong cái quá khứ, là khi nhỏ đó thì từ lớn lên ở Vũng Tàu, thì cũng cách cái Cần Giờ là cái chỗ mà tôi quay phim cũng không xa lắm, tôi biết rất rõ cái vùng biển Cần Giờ. Nhưng mà khi tôi nhỏ đó thì ở ngoại ô của Vũng Tàu đó có một cái phi trường rất là lớn của người Mỹ, cái phi trường không quân, phi trường quân sự của người Mỹ. Thành ra ở đó thường có những cái cảnh mà pháo kích và những cái trận chiến rất là thảm khốc khi đạn nó rớt vào trong cái thành phố. Thành ra khi đó tôi nhớ chừng 8 cho tới 10 tuổi khoảng khoảng đó
thì gia đình tôi có quản lý một cái rạp phát bóng, một cái rạp phát bóng rất nhỏ, chỉ có một cái phòng chiếu thôi. Dạ, thì trước những cái cảnh mà thảm cảnh mà của chiến tranh như vậy thì mình cho một cái đứa nhỏ thì mình rất là sợ. Thì cái cách mà tôi đương đầu với nó là bằng cách tôi trốn vào trong rạp phát bóng. Bởi vì cha mẹ mình làm quản lý, thành ra mình có thể vô được xem, không có phải trả tiền. Thành ra đi học xong là tôi cứ các cặp không có đi về nhà, mà nhiều khi đi thẳng vào rạp rồi trốn ở trong đó luôn tới tối, nhiều khi mẹ phải cho người đi kiếm về, hay là chính mẹ tôi kéo tôi về. Thành tôi có hàng nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày để mà xem tất cả những cái phim từ khắp nơi trên thế giới. Ngay cả những cái phim mà của Mỹ lúc đó mà nhập vào Việt Nam đó, thì có lẽ đi ngang cái nhà phát hành của Pháp hay sao mà nó đều đắp tiếng Pháp hết, nó đều lồng tiếng Pháp hết. Là mình cứ tưởng phim đó là phim Pháp. Vâng, mình tưởng là phim Pháp, nhưng từ lớn rồi tôi vẫn tưởng là, từ tới mười mấy tuổi tôi vẫn tưởng là John Wayne là người Pháp. Từ đầu tới cuối nói tiếng Pháp không? Thành có lẽ nó để lại một cái ấn tượng nào đó trong cái tiềm thức của mình. Nhưng mà khi lớn lên đó thì ai cũng nói là làm điện ảnh ở Việt Nam không thể nào mà sống nổi. Tôi quên hẳn cái giấc mộng mà điện ảnh đó, những cái giấc mơ đó. Và tôi đi về khoa học, ngành vật lý, thì tuy rằng nó không có phải là về tài chính nó không có được tốt như những cái ngành khác, nhưng mà nó cũng tạm đủ sống. Nhưng mà rồi đùng một cái điện ảnh nó trở lại với tôi, nó tìm lại tôi. Tôi không biết cách nào mà giải thích. Rồi cái tôi bắt đầu đi học những cái lớp về điện ảnh, và từ đó chuyển qua cái nghề điện ảnh. Nó rất là đột ngột. Anh có cảm thấy là có một cái sự, anh có thể chia sẻ với mọi người, tại vì chúng tôi biết rằng trong khán giả ở đây cũng có rất nhiều người đam mê điện ảnh, và nhiều người không biết tìm cái con đường nào để đi vào, và nhiều người cũng chưa có khơi được cái đam mê. Thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là anh tìm được cái đam mê đó như thế nào, và anh tìm được cái con đường của mình đi trong điện ảnh. Dạ. Nói nhiều hơn. Dạ, thì dĩ nhiên mỗi cá nhân đều có một cái, mỗi người đều có một cái hoàn cảnh riêng, và phải chỉ mình mới có thể biết được. Tuy nhiên, nếu tôi có thể đóng góp một phần nào, thì cái bước chân vào cái điện ảnh là một cái quyết định hết sức là quan trọng. Bởi vì nó không phải là một cái nghề mà bình thường mà mình có thể đi làm từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều rồi đi về. Và nó đòi hỏi một cái sự nhiều khi vắng mặt rất là lâu. Nếu mà mình có gia đình hay là những cái liên hệ khác thì nó rất là khó khăn cho gia đình của mình, hay là cho người yêu của mình. Và hơn nữa, một cách mà anh cũng đã đề cập đến đó là cái về tài chính nó rất là bấp bênh. Có thể một cái thời gian rất lâu mình không có một cái đồng thu nhập nào hết, và mình phải có những cái phương tiện nào đó mà để giải quyết cái sự sống. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là mình không có nên. Đó là một cái thử thách khó khăn. Tuy nhiên, nếu mình có một cái kế hoạch sắp đặt trước, mình chuẩn bị trước về tài chính, về tình cảm, về gia đình vân vân, thì tôi thúc giục các bạn, nếu mà có một cái giấc mơ như vậy, mình cứ thử nó. Có thể mình sẽ thay đổi, có thể mình sẽ không còn thích nó nữa, có thể mình sẽ tiếp tục đam mê nó, có thể mình sẽ đi đến cái thành công, hay là mình lại chuyển qua cái nghề khác vân vân. Thì đối với tôi cũng vậy, điện ảnh cũng chỉ là một trong những cái đam mê mà tôi nghĩ là trong tương lai có thể tôi sẽ làm một cái việc khác không chừng. Mặc dù cái tuổi tác của mình thì nó cũng là một cái hạn chế, và cái bổn phận đối với gia đình và những cái người xung quanh của mình nữa. Tuy nhiên, nếu mình có một cái giấc mơ mình không theo đuổi nó, thì sau này có thể là một cái rất là đáng tiếc. Đó là chúng ta vừa nghe đạo diễn Nghiêm Minh chia sẻ với quý vị về cái niềm đam mê điện ảnh của anh. Nhưng mà trước khi chấm dứt chương trình, tôi có một câu hỏi liên quan đến bộ phim Nước 2030. Ở tại Hoa Kỳ này, thì cái chuyện vấn đề biến đổi khí hậu và gây ra những cái ảnh hưởng như là những các mực nước biển dâng lên vẫn là một cái sự tranh cãi, cũng rất nhiều người không quan tâm. Khi anh raise lên cái vấn đề này, anh đem vấn đề này trong cái xã hội của Việt Nam, thì anh nghĩ rằng là người anh có đánh động được cái suy nghĩ của người Việt Nam quan tâm về vấn đề khí hậu hay không? Cái đó là cái hy vọng của mình, cái hy vọng của nhà đầu tư của phim này, và cũng hy vọng của riêng tôi. Ở Việt Nam thì bây giờ bộ phim chưa được chiếu ở Việt Nam, thành ra mình chưa có được cái phản hồi mà thực tế trong cái xã hội như thế nào. Thì nhà đầu tư hồi trước thì họ, một trong những cái ước mong của họ là cuốn phim sẽ được chiếu trong tất cả những trường trung học và đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi mình đi tham gia những liên hoan phim trên thế giới, thì bắt đầu từ ở Đức và sau đó ở nhiều nước khác, thì mình thấy cái
cái phản ứng của khán giả thì là một cái làm cho mình hết sức là ngạc nhiên, bởi vì cái sự mà hiểu biết về cái tình trạng thay đổi khí hậu và cái nguy hại của cái mực nước biển dâng cao thì riêng Âu Châu rất là người ta rất là ý thức về chuyện này, và khi sang Hàn Quốc cũng vậy, và chúng tôi khi chiếu Ấn Độ cũng vậy, thì đó là những cái dấu hiệu cho mình thấy rằng nếu mà có được một phim, nếu mà mình chỉ làm những cái phim tài liệu thì nó có một cái giá trị khác hơn là nếu mình làm một cái phim có tính chất là nó là một cái gì hư cấu, nó là một cái gì không phải là mình muốn dạy họ một cái bài học hay là mình muốn là tuyên truyền, nhưng mà mình chỉ nêu ra một cái câu chuyện hoàn toàn có tính chất bi kịch, một cái kịch tính của nó, để mà bên trong đó là một cái thông điệp về vấn đề môi trường, thì tôi nghĩ là dễ cho người ta chấp nhận hơn, và tôi hy vọng là khán giả Việt Nam sẽ lưu tâm đến đó và có thể là thưởng thức được cái bộ phim và có thể là bắt đầu khơi động một cái sự ý thức, đóng một cái phần rất nhỏ vào cái sự khơi lên cái ý thức về vấn đề môi trường ở Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, với cái bộ phim Nước 2030 của đạo diễn Nghiêm Minh, quý vị chắc chắn sẽ có một cảm giác giống như tôi, là khi chúng ta xem phim đó, chúng ta thấy cái tương lai và chúng ta thấy cái thân phận mình nó khá là mong manh trong cái sự thay đổi của môi trường bằng cái nghệ thuật điện ảnh của đạo diễn Nghiêm Minh. Quý vị sẽ cảm giác được rất là nhiều chuyện. Có nhiều chuyện chúng ta tưởng rằng là thế giới nó bị nghiêng ngửa và lật đổ nếu mà quý vị xem cái bộ phim này. Một lần nữa cảm ơn đạo diễn Nghiêm Minh đã đến với chương trình ngày hôm nay với khán giả của đài Người Việt TV. Xin anh Nghiêm Minh có lời chào đến quý khán giả. Xin lần nữa xin cảm ơn anh Phi Long, cũng như cảm ơn quý vị khán giả của đài Người Việt TV đã để thời giờ xem qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và tôi hy vọng rằng sẽ được dịp gặp lại các quý vị trong cái buổi chiếu ra mắt ngày 16 tháng 4 tối thứ năm. Ngoài cái phim Nước còn nhiều phim khác nữa, và Việt Film Fest đã đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái sinh hoạt nghệ thuật điện ảnh ở hải ngoại. Rất mong gặp lại tất cả các quý vị. Sau cái buổi chiếu phim cũng có một cái buổi đàm thoại ngắn để chúng ta có dịp trao đổi, phê bình và đặt câu hỏi về phim. Lần nữa xin cảm ơn anh Phi Long và tất cả quý vị khán giả. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong Đại hội Điện ảnh Việt Film Fest. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.